Giáng sinh kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng. Và hôm nay thì mình cũng tiếp tục cái câu chuyện một vợ hai chồng hay cô chú ha. Đó thì như cô chú đã thấy rồi đó, con Vi mỗi ngày nó đều mồi chài, cô chú thấy không? Nó ba hồi đó ha, là nó hết tiền đóng tiền nhà trọ lên nó ra gã, ba hồi có Mạnh Thường Quân cho nó tiền rồi nó cố tình nó diễn, nó nhận được tiền rồi trời, mà con nói cô chú tin con đi. À, nếu mà nó nhận được tiền thì nó nhận tiền đô nó khoe rồi, nó không có phải tiền việc như vậy đâu. Trời ơi, cái tụi YouTube á, đưa cho tụi nó tiền, tụi nó diễn và con nó rồi đóng tiền nhà trọ cho nó để được quay phim tụi nó. Chứ con hỏi cô chú nè, nếu mà con Vi ha, mà nó mà lãnh được tiền đô ha, như mà hồi tối cái lúc đó ha, hai thằng Phi nó phe xong rồi Phi á, các kênh YouTube phải nhắc nó, kêu nó cảm ơn cô Thanh gì đó, Mạnh Thường Quân ở nước ngoài. À, nếu mà có tiền hay là con Vi nó tí lia nó cảm ơn người ta rồi, con Vi nó không mà cố nội trong trong điện thoại của chú chứ hầm. À, nội trong điện thoại nói chuyện thôi mà dạ con cảm ơn nghe này nọ, hay nó nói hay lia chia hết trơn. À, đừng nói chi mình nó nhận được tiền mình nó không như vậy, có nghĩa là diễn đó, cô chú diễn rồi cái bắt đầu cái quá lố rồi đầu ha, rồi nếu mà mà không á, nó không chứng minh nó được á, thì cộng đồng mạng người ta chữ, người ta nói chiêu trò dàn dựng rồi mồi chài rồi làm lên để có những cái thước phim lên, thì rõ ràng tụi nó cố che đậy. À, bây giờ nếu mà cho tiền thử đi, sao mà bữa đó là không đưa tiền đô lên, tụi YouTube này đâu đứa nào nó có tiền đô đâu, nó phải có thì nó cũng đưa để quay lên nè cô chú, để làm như thật vậy đó. Rồi mỗi ngày đó nó là diễn cho tụi này để tụi này nó kiếm like kiếm view. Nó hôm nay thì quy cho cô chú nha. À, Huy đi kêu ông Khải thời hồ đó làm nhà gì hả, có người mua đất cất nhà ghê không cô chú. Trời ơi, nghĩ sao mà còn những người nào mà dạng có tiền hả mà hãy giúp cho tụi này là những người tào lao. À, thì cô chú tin con đi, có hay không có thì bữa đó cô chú cũng biết thôi. À, một lũ thì tối ngày cô chú, sáng cà phê trưa cà phê nhậu nhẹt suốt ngày không làm ăn gì trơn vậy đó, mà tối ngày trong trong vào làm trong trong vào cái tiền của Mạnh Thường Quân. À, cô chú thấy không, ăn xin ăn xỏ ăn mài, giờ nó diễn này, nó diễn, con nói cô chú nghe là nó diễn bất chấp, nó diễn đi, nó mồi chài. Con nói mỗi ngày như vậy đó cô chú, là con nói thật sự là con sợ thôi. À, là con sợ những Mạnh Thường Quân thôi, làm rất là cực khổ ở bên nước ngoài. À, vì hả muốn giúp đỡ đồng bào của mình cho nên là hướng về Việt Nam để làm thiện nguyện. À, mà không ngờ mấy cái tụi này nè, nó lấy cái danh thiện nguyện nó lừa gạt. À, chứ hả không phải mà tụi con muốn kiếm chuyện gì đâu, con nói thật. À, cô chú coi thử đi, ở trên mạng ha là mạng ảo, nhưng mà tiền là tiền thật đó, mình giúp thì mình phải lựa người cô chú, những người nào bệnh tật ốm đau này nọ gì đó thì người ta mới biết trân trọng. Còn hả mình đi giúp những người như con Vi với thằng Phi thì cô chú biết rồi, nó không có mang ơn mang nghĩa gì đâu, mà cũng chẳng có phước đức gì đâu. Mình giúp thì mình giúp, mình tạo phước hay là mình tạo nghiệp, phải không cô chú? Nội cái chuyện của nó là nói là cho thằng Phi 200, con Vi 100. Rồi ba hồi thằng Phi nó nói cho có 100, mà từ hồi tối tới giờ heo quay rất nhiều clip thằng Phi đều nói nó có 100. Rồi móc tiền đưa ra vậy thì con nói cô chú nó đâu có biết tiền, nó đâu có quan tâm. Tại vì tiền nó diễn xong rồi trả lại cho tụi YouTube rồi, đâu phải tiền của nó đâu mà nó biết. Có 100 đô lúc kia thằng Phi nó có lấy thì nó biết, cô chú là nó nhớ cái vụ 100 đô kia hoài đó, chứ cái chuyện gần đây là không có. Đó, Mạnh Thường Quân nào mà giúp mà giờ lên trên cộng đồng mạng đọc bình luận đi. Đó, người ta chữ không đó, người ta chữ toàn là những bọn nhũng não này nọ gì đó, không có não gì đó ha, rồi mới cung phụng cho tụi này. Tại vì tụi này nó không xứng đáng để thừa nhận, để nhận được cái phần tiền đó cô chú, để thừa hưởng được đó, những cái gì hay mà của Mạnh Thường Quân người ta đem lại, những cái gì tốt đẹp cho nó. Tại vì nó không xứng đáng để được hưởng. Nó có con, nó có con mà nó còn không nuôi con nữa, nó bỏ con đó, mỗi ngày nó chạy theo thằng nát rượu tưởng gì. Bây giờ bây giờ hy vọng là mua miếng đất cất nhà. Trời ơi, rồi xong không mồi chài cái câu chuyện mua đất cất nhà này nọ, coi có Mạnh Thường Quân nào cho nó không tiếp tay vô thì bắt đầu tiếp tục nhận. Trời, con Quy hay bữa hổm mới nói cái vụ cái nhà của thằng Tư Gạo.
cái nhà của thằng Tư Gạo bán rồi, nhưng mà chị em nhà nó sẽ mua, tức là ha, con Vi nó sẽ chiêu trò này, nó sẽ mồi chài nữa nè, mồi chài để coi có nhà hay không ha, có đâu cho thằng Tư Gạo nữa nè cô chú nha. Đó là như vậy, ý đồ như vậy đó cô chú. Ý đồ của con Vi là nó sẽ mồi chài ha, mồi chài ha, là thật là nhiều cái ngôi nhà để ha, cho chị em nó ngượng căng căng hết. Nó là diễn viên chuyên nghiệp mà cô chú, siêu sao hạng A mà, tối ngày nó sống là nó diễn không mà, để ha, nó chụp lại mà. Cái ý đồ của con Vi là nó thấy rõ trên mạng xã hội đó cô chú, nó không có khờ à, nó muốn gạt, nó gạt khán giả, gạt mạnh thường quân, gạt ha, là và đặc biệt là gạt những người nào á có tiền mà ở bên nước ngoài đó cô chú, hướng về đồng bào mà nó, tại vì những người đó người ta làm rất là cực, người ta muốn giúp đỡ thiệt, người ta muốn san sẻ thiệt, nhưng mà tụi nó lợi dụng, nó lợi dụng cái chỗ đó, nó gạt người ta cô chú, nó đưa lên những cái thước phim không có đúng sự thật, làm người ta cảm động một cái giây phút mà khi mà người ta xem thì bắt đầu người ta chụp, người ta lấy điện thoại người ta gọi về đó, thì vô họng tụi này. Chứ giờ con hỏi cô chú nè, giờ cô chú thử nghĩ đi ha, từ cái câu chuyện 300 đô có người gọi về, con nói rồi, bọn YouTube nó mới có số điện thoại thôi, không ai có đâu cô chú. Rồi xong phải không, gọi về rồi đầu ha, là cho cái này cái nọ, Mạnh Thường Quân ha gửi trực tiếp cho con Vi, nếu mà có Mạnh Thường Quân cô chú, người ta có gửi cho nó thì người ta cũng thông qua các kênh YouTube, tại các kênh YouTube để số điện thoại đúng không, mà này sao gọi trực tiếp à, cô chú coi thử đi. Trời ơi tụi nó diễn à, không có chuyện 300 đô đâu, chú tin con đi, có là nó cầm tiền đô nó phe rồi à, chờ mượn người này người nọ đi đổi. Một khi mà nó làm sai cái gì á thì những người cổ xí binh vực nó, cô chú kêu nó thôi bỏ qua đi, nó khù khờ, nó này nó nọ. Chính bản thân con Vi á, cô chú thấy không, nó cũng thừa nhận nó là không có khùng vậy, nó cũng không có khờ, nó không có ngu đâu cô chú, nó rất là khôn và lương lẹo. Nó con Vi á, chúng ta đã lầm hết rồi à, từ lúc á, mà các kênh kia quay thì nó tạo dựng một hình ảnh à, con Vi cho nó hiền này nọ để người ta thương, người ta cho. Nhưng mà rồi gần đây cô chú thấy không, cô chú thấy gần đây không, nó láo ghê không đó, nó chửi, nó gủa, nó xả hết người này tới người kia đó, nó chửi thằng Phi như con, thậm chí mẹ thằng Phi nó cũng làm luôn, thằng Thảo cũng vậy, chửi tới tấp cái thằng Thảo qua chơi đêm sáng ngày đó, bắt đầu cười hi hí gì đó cô chú đó, thấy không đó, cái vụ mất tiền không mà con thấy không trung thực tí nào, tiền bỏ trong quần, ai mượn lột cái quần ra làm chi, tự nhiên Thảo bò lên trên gác cái lột cái quần treo làm chi để cho mất tiền. À, cái quần trong người xong bận đi, tiền bỏ trong túi thì sao làm mất không cô chú, mà mất cái trùng hợp ghê luôn vậy đó à, mất cái hay là mất ở dưới ở trên luôn ơi, nội vậy không thì cô chú thấy con Vi nó xạo rồi, nó mà mất tiền thì thử cái nết của nó thì cô chú biết rồi đó, nó lật hết trơn cả khu nhà trọ nó chửi luôn, chứ không phải nó chừa một ai đâu, nó thiệt. Con Vi nó rất là lương lẹo à, cô chú thấy không, nó lừa đủ thứ chuyện hết trơn chứ đâu có hiền. Giờ cô chú coi thử ơi, có bầu, xây nhà, mua đất, cất nhà, mất tiền, Mạnh Thường Quân cho 300 đô. Trời ơi, chiêu trò của con Vi không? Đó, mỗi ngày nó phải phải mồi chài vậy đó cô chú, thấy không? Thấy thấy trắng trợn ghê không? Cái này heo chú ha, để mà nó yên bình chỗ hay chân chỗ Sóc Trăng, chỗ chùa heo của chú ha, chỉ có là cơ quan nhà nước vào cuộc thôi, dẹp dẹp cái tụi YouTube này. À, và con Vi này cũng vậy á. Lại đó mời nó uống nước trà thì cho nó biết, nó thấy cái cảnh chứ trời ơi cô chú tham, nó làm loạn cả thế giới cả cái mạng xã hội này luôn đó. Giờ ha ai đâu mà cho, mà tối ngày nó gai gã để cho nó tiền mua đất cất nhà này nọ, cho dù á người ta có cho đi nữa cô chú cũng không cho loại người đó, nói thiệt không ai cho loại người làm biếng nhất thay gì đâu trời ơi. Vì người ta ha, mà ha à, gì hay thằng Phi hay mà bỏ con vậy đó, rồi chạy theo thằng Phi nát rượu với, con hỏi cô chú vậy đó à, mà ha mà cho cái gì à, bây giờ những người nào đi ha mà ha, có ý định hay cho con Vi mua đất cất nhà đó cô chú coi lại đi à, để cho nó quay về với con đó à, nếu mà mình giúp nó thì mình tạo nghiệp thêm đó, mình giúp cho nó ha, nó bỏ con nó nhiều hơn nữa. Thằng kia luôn luôn lúc nào cũng trông ừ mẹ về ở với con này nọ gì đó, còn đầu ha mình tiếp tay cho nó này. Thì con nói cô chú ví dụ đi à, con ví dụ đi, ví dụ như ừ cái thằng này à, nó có cái ý định ừ nó gán nó để à, đi làm nó kiếm tiền, hoặc là nó đi hỏi tiền gì đó để nó dẫn vợ người ta đi, ví dụ gì đó nghe cô chú nha. Rồi cái tự nhiên cái có Mạnh Thường Quân ừ cho mày là tiền nữa, mày dẫn vợ người ta đi đi, nó là nó giúp nó có cái điều kiện
để nó thực hiện cái hành vi của nó không cô chú? Đó, thì coi lại đi là mình giúp gì, là giúp đúng hay là giúp sai. Đó, ta nghĩ làm sao giờ con Vi giờ ha, để cho nó quay về nó ở giường thôi. À, còn thằng Phi nó không vô, không được vô nhà thì là tại nó, tại nó quá vô dụng bất tài rồi. À, nó không tự làm, nó tự thuê nhà trọ được cái thì nó gán chịu, nó ngủ bờ ngủ bụi gì đi. Ở đây là không có ai cấm con Quy qua lại thằng Phi, à, mà con Quy cũng có quyền về nhà nó, tại nó chạy theo thằng nát vụ này. Mà chúng ta là đang cổ xí cho nó, giúp cho nó thuê nhà trọ, chẳng khác nào ủng hộ thằng Phi với con Quy. Thì con nói cô chú rồi, à, những người nào còn u mê thằng Phi, con Quy á, cho nên là mới giúp nó, à, tại vì thần tượng nó quá mà. À, rồi cô chú coi đó, lên trên cộng đồng mạng ha, nó gạt đủ thứ chuyện hết trơn, à, từ cái chuyện cái bầu cũng vậy. À, cái bầu có bầu không? Cái bầu sao hôm nay xẹp lép? À, cô chú thấy không? Những cái hình ảnh con đưa lên cô chú thấy rồi đó. Nó mới có một đêm sáng ngày Thảo qua, cái không biết thằng Thảo cho nó uống cái gì, cái đầu là sáng cái bụng nó bự lên nè, nó còn hơn người Phúc Tiên đó cô chú. Nó lương lẹo, con Vi nói chung là lương lẹo cô chú. À, nó không như chúng ta nghĩ đâu, còn nó thật, à, chúng ta bị nó làm hết trơn rồi. Nó rất là lương lẹo nha cô chú nha. Nó giờ cái bà đại gia nào đó là cho nó tiền mua đất cất nhà đó là thôi, làm chi mua đất kiếm đất làm chi cực, mua mẹ cái ngôi nhà đi cô chú, vài trăm triệu sóc trăng trong hẻm trong này trong nọ cũng có vậy, rồi thêm hải thợ hồ nó sửa chữa là chừng một vài trăm triệu nữa để cho nó có nhà cao cửa rộng, để cho hai đứa nó hả sống chung với nhau. Trời ơi, thần tượng cặp đôi đó mà cô chú, mạnh thường quân nào cô chú, thần tượng con Vi lắm đó, cho rằng là con Vi là hy sinh về tình yêu, không có ai mà cổ xí dòng mà đàn bà với đàn bà nhau mà cô chú, mà cổ xí cho con Vi ha, mà đi bỏ con đi chạy theo con Phi. Thằng Phi không phải, nó cô chú không phải là vợ của con Thảo nha. Ủa không, thằng Phi không phải là vợ, con Vi không phải là vợ của con Phi nha, mà là con Vi là vợ của con Thảo nha. Đó giờ cô chú hãy hiểu rõ. À, chúng ta là đang giúp cho cặp này là sai rồi, giúp nó là vi phạm thêm pháp luật rồi đó. Tại vì thằng Thảo nó có quyền nó thưa đó, con Vi mới vợ thằng Thảo, còn thằng Phi á không phải là chồng của con Vi. À, mà chúng ta còn tính ha, giúp nó ha, làm đám cưới mua đất cất nhà cho tụi nó, à, là sai. Lỡ sau này có chuyện gì là sai hoàn toàn đó cô chú. À, mình giúp sai rồi thiếu gì những mảnh đời á, bất hạnh khác không cô chú? Đó, người ta hả, à, không thể tự đi lao động lo cho bản thân người ta được thì mình giúp đó thì mới mới mong tạo được nhiều phước đức. Còn bây giờ cô chú thấy không, à, còn bây giờ cô chú thấy ông giúp cho nó ăn không ngồi rồi không, ngồi quán xá cà phê không kìa, bây giờ nó chạy luôn chạy đáo để nó đi kiếm đất đó cô chú, à, đi mua đất cất nhà đó, thấy ghê không cô chú? Trời ơi, đúng là bởi vậy thì chị em nhà con Phi đâu cần phải lao động đâu cô chú, chỉ cần xuất hiện lên trên cộng đồng mạng, nó chỉ cần diễn như vậy đó cô chú thì bắt đầu có tiền, nó sướng cha người ta, nó khôn nó vô chú, không ngu nha, con Vi không ngu, rất là khôn. Dạ thôi, cái clip hôm nay con làm đến đây thôi nghe cô chú, con hẹn cô chú vào clip sau.